Lúc bấy giờ, xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế rất là sâu xa. Phật dạy, đúng vậy, này xá lợi tử, vì chân như của sắc sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chân như của thọ tưởng hành thức sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, này xá lợi tử. Vì chân như của nhãn xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chân như của nhi tí thể thân ý xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của sắc xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử, vì chân như của nhãn giới sâu xa nên Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, vì chân như của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của nhĩ giới sâu xa nên Bát nhã Ba la mật đa sâu xa vì chân như của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của tí giới sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chân như của hương giới, tí thức giới và tí xúc, cùng các thọ do tí xúc làm duyên sanh ra sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của thiệt giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của thân giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của ý giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa